Top 10 quốc gia nghèo nhất thế giới, top 1 nghèo hơn cả Việt Nam năm 1945. Xin kính chào quý vị và các bạn. Đã bao giờ bạn rơi vào hoàn cảnh không một xu dính túi, không có tiền để ăn hay không có chỗ để ở chưa ạ? Hãy comment về những lần nghèo nhất của bạn xuống phía dưới phần bình luận nhé. Vâng, thưa quý vị và các bạn, hiện nay khi mà đất nước chúng ta đang ngày càng phát triển, cái nghèo cái đói dường như đã không còn được nhắc đến nhiều nữa. Cuộc sống của người dân đã ấm no hơn rất nhiều lần rồi. Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF, năm 2022, Việt Nam là một trong những quốc gia có mức tăng trưởng GDP cao nhất thế giới, lên tới 8,2%. Với GDP đạt 413 tỷ đô, đứng thứ 38 thế giới và thứ 5 tại khu vực Đông Nam Á. Qua đó, mức thu nhập bình quân đầu người cũng đang được cải thiện đáng kể, vào khoảng 95,6 triệu đồng một người, tương đương hơn 4.100 đô, tăng gần 400 đô so với năm 2021. Tuy nhiên, trên thế giới vẫn tồn tại những quốc gia cực kỳ nghèo khổ và vẫn phải vật lộn đấu tranh với cái đói, cái nghèo, cơm không có ăn, áo không có mặc, chẳng khác gì Việt Nam những năm 1945. Thật đáng buồn khi 19 trên 20 quốc gia nghèo đói nhất thế giới đều nằm ở châu Phi. Để phát triển kinh tế của một quốc gia thì hầu hết cần đến sự ổn định về chính trị, giúp thu hút đầu tư nước ngoài, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng. Thế nhưng ở các nước nghèo nhất thế giới lại không có điều này. Dù có không ít quốc gia trong danh sách này có diện tích và lượng tài nguyên khoáng sản còn lớn hơn cả Việt Nam. Vậy đâu là những quốc gia nghèo bền vững nhất trong bảng xếp hạng ngày hôm nay? Các quốc gia đó nghèo đói đáng sợ như thế nào? Quý vị và các bạn hãy cùng Ghiền Địa Lý theo dõi hết video ngày hôm nay và đừng quên bình chọn quốc gia nào bạn thấy nghèo đói nhất nhé! Và trước khi đi vào nội dung thì các bạn hãy bấm nút like, đăng ký kênh, chia sẻ để ủng hộ kênh nữa. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều! Cũng giống như các video trước, GDP bình quân đầu người là thước đo tiêu chuẩn để đo lường mức độ nghèo hay giàu của một quốc gia so với quốc gia khác. Nguồn số liệu chúng tôi tổng hợp được lấy từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF năm 2022. Và chúng ta hãy đến với top 10 quốc gia nghèo nhất trên thế giới. 10. Afghanistan, 611 đô một người một năm. Đứng ở vị trí thứ 10 là Afghanistan, đây là quốc gia châu Á duy nhất góp mặt trong danh sách 20 quốc gia nghèo nhất thế giới. Và Afghanistan cũng là quốc gia nghèo đói nhất châu Á. Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan là một trong những quốc gia nghèo đói và kém phát triển nhất trên thế giới. Trong giai đoạn 1998-2001, có tới 2/3 dân số nước này có mức sống chưa tới 2 đô một ngày. Và những năm gần đây, nền kinh tế dần có khởi sắc do chính sách phát triển kinh tế của chính phủ cùng với sự hỗ trợ từ quốc tế. Hiện nay, phần lớn nền kinh tế của Afghanistan dựa vào nông nghiệp, mặc dù chỉ có 6% đất đai của quốc gia được chứng minh là có thể sử dụng được. Quốc gia miền núi này chịu ảnh hưởng nặng của xung đột vũ trang đang diễn ra, tham nhũng của chính phủ và bất bình đẳng thu nhập trầm trọng. Sau khi Hoa Kỳ và Liên Hợp Quốc rút quân vào giữa năm 2021, Taliban đã giành lại quyền kiểm soát chính phủ Afghanistan. Mặc dù tác động lâu dài của sự thay đổi này đối với tình hình kinh tế của Afghanistan vẫn chưa được nhìn thấy, nhưng các cuộc xung đột đang diễn ra khó có thể dẫn đến một nền kinh tế mạnh mẽ và ổn định hơn. Đúng là khi chiến tranh xung đột xảy ra thì khổ nhất vẫn là người dân mà. Và tiếp theo, quốc gia nghèo hơn Afghanistan là quốc gia nào? Đứng ở vị trí thứ 9 là Niger, 561 đô một người một năm. Niger chứ không phải Nigeria. Niger có tên chính thức là Cộng hòa Niger, là một quốc gia không giáp biển nằm ở Tây Phi, có chung biên giới với Nigeria và một số quốc gia khác. Niger có tổng diện tích lên đến 1.270.000 km², lớn hơn 3 lần Việt Nam chúng ta. Phần lớn diện tích Niger cụ thể là hơn 80% nằm trong sa mạc Sahara. Dân số cả nước hầu hết theo đạo Hồi, sinh sống tập trung ở miền Nam và miền Tây đất nước. Niger là một quốc gia kém phát triển. Nhiều khu vực không thuộc khu vực sa mạc của nước này vẫn đang bị đe dọa bởi hạn hán kéo dài và nạn sa mạc hóa. Nền kinh tế chủ yếu là nông nghiệp tự cung tự cấp, chỉ ở miền Nam màu mỡ mới sản xuất được một ít nông sản xuất khẩu. Mặt hàng đặc biệt khác là quạng thô, uranium. Niger vẫn còn là một quốc gia kém phát triển bởi vị trí sâu trong lục địa, địa hình sa mạc, giáo dục chưa hoàn chỉnh và tài nguyên của đất nước, cơ sở hạ tầng yếu kém, hệ thống chăm sóc sức khỏe chưa hoàn chỉnh và sự xuống cấp của môi trường. Tỷ lệ tử vong cao của trẻ sơ sinh ở Niger gần tương đương với các quốc gia lân cận. Tuy nhiên, tỷ lệ tử vong của trẻ em trong độ tuổi từ 1 đến 4 là đặc biệt cao. Cứ 1.000 trẻ sinh ra thì có 248 trẻ bị tử vong, một con số quá khủng khiếp. Do điều kiện chăm sóc sức khỏe nghèo nàn nói chung và dinh dưỡng thiếu thốn đối với phần lớn trẻ em ở quốc gia này. Tuy nhiên, đi đôi với tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh, Niger cũng có tổng tỷ suất sinh cao nhất trên thế giới, 7,2 trẻ mỗi phụ nữ, nghĩa là mỗi phụ nữ trung bình đẻ hơn 7 người con, 49% dân số Niger là dưới 15 tuổi. Trái lại, chỉ có 3 bác sĩ và 22 y tá trên mỗi 100.000 người. Những con số này thật đáng sợ đúng không các bạn?
Đứng ở vị trí thứ 8 là Mozambique, 542 đô một người một năm. Mozambique là một quốc gia nằm ở Đông Nam Châu Phi với diện tích 799.390 km2, lớn gấp hơn 2 lần diện tích Việt Nam. Mozambique từng là thuộc địa của Bồ Đào Nha trước đây. Là một quốc gia có vị trí chiến lược, có đất đai rộng lớn và lượng nước rất nhiều để trồng trọt, cùng nguồn năng lượng và khoáng sản dồi dào. Trên hết, một mỏ khí đốt tự nhiên được phát hiện gần đây có thể tăng thêm khoảng 40 tỷ đô la cho nền kinh tế vào năm 2035. Tuy nhiên, quốc gia này vẫn nằm trong số 10 quốc gia nghèo nhất thế giới, với phần lớn dân số sống dưới mức nghèo khổ. Nguyên nhân chính cho nền kinh tế kiệt quệ này là sự thiếu ổn định về chính trị. Trong khi cuộc nội chiến kéo dài 15 năm đã kết thúc vào năm 1992, thì điều kiện khí hậu khắc nghiệt, tham nhũng và bất ổn chính trị không bao giờ biến mất. Cuộc chiến tranh đã để lại những tổn thất lớn về kinh tế, hủy hoại cơ sở hạ tầng liên quan đến dịch vụ y tế và giáo dục. Do vậy, thời kỳ đó, Mozambique buộc phải kêu gọi viện trợ nước ngoài. Các gói viện trợ cho Mozambique trong thời gian qua đã giúp đất nước này ổn định được tình hình kinh tế vĩ mô, phát triển kinh tế và giảm nghèo. Tuy nhiên, nó cũng khiến đất nước này ngày càng phụ thuộc vào viện trợ nước ngoài. Những phát hiện gần đây về mỏ khí đốt ở phía bắc Mozambique được mô tả như là một giải thưởng độc đắc cho quốc gia này. Nó biến Mozambique thành mục tiêu săn đón của các công ty đa quốc gia trong ngành năng lượng. Tuy nhiên, thu nhập bình quân đầu người hiện tại chỉ là 542 đô một người, nghĩa là hơn 10 triệu một người một năm. Thật đáng tiếc cho một đất nước có quá nhiều lợi thế như vậy. Mong rằng trong tương lai gần, đất nước này sẽ phát triển mạnh mẽ hơn. Tiếp theo là một đất nước nghèo khó không kém. Đứng ở vị trí thứ 7 là Somali, 539 đô một người một năm. Somali là một quốc gia nằm ở vùng sừng châu Phi. Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF, Somali là một trong những quốc gia nghèo nhất trên thế giới, với hơn 70% dân số có mức thu nhập dưới 1,9 đô một ngày. Somali đang phải chật vật phục hồi nền kinh tế vốn phải chịu tác động của cuộc nội chiến kéo dài hàng chục năm qua, trong khi nhóm phiến quân Al-Shabaab vẫn luôn tìm mọi cách để lật đổ chính quyền tại Somali. Liên Hợp Quốc cảnh báo thảm họa đang xảy ra ở quốc gia châu Phi này do hạn hán nghiêm trọng, nguy cơ nạn đói đã gia tăng đe dọa mạng sống của hàng triệu người dân. Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc FAO cho biết, đến nay hơn 750.000 người Somali đã phải rời bỏ nhà cửa để tìm kiếm sự hỗ trợ. Kể từ giữa năm 2021, khoảng 3 triệu con gia súc đã chết do hạn hán tại Somali. Đây là tổn thất vô cùng lớn đối với một quốc gia mà phần lớn người dân sống chủ yếu dựa vào chăn nuôi. Quốc gia 16 triệu dân này dường như không bao giờ có một ngày tốt lành. Đại dịch virus corona, sự xâm nhập của châu chấu chưa từng có trong thời hiện đại và lũ lụt ngày càng trầm trọng đã khiến nền kinh tế suy thoái vào năm 2020, làm gián đoạn tốc độ tăng trưởng GDP. Sau đó, trong khi quá trình phục hồi yếu ớt đang diễn ra, việc không nhập khẩu được lúa mì của Ukraine càng làm quốc gia thêm suy sụp và khiến các bệnh viện địa phương chật cứng trẻ em suy dinh dưỡng nghiêm trọng. Khoảng 7,1 triệu người, tương đương gần một nửa dân số Somali, đang đối mặt nguy cơ mất an ninh lương thực nghiêm trọng. Trong đó hơn 200.000 người hiện lâm vào tình thế rất cấp bách. Liên Hợp Quốc cảnh báo, nếu không có hành động khẩn cấp, Somali chắc chắn sẽ rơi vào nạn đói, có thể cướp đi sinh mạng của hàng trăm nghìn người. Đứng ở vị trí thứ 6 là Malawi, 523 đô một người một năm. Malawi, tên chính thức Cộng hòa Malawi, là một quốc gia không giáp biển tại Đông Nam Châu Phi. Malawi có diện tích 118.000 km2, là một trong những quốc gia nhỏ nhất châu Phi. Malawi là một trong những nước kém phát triển nhất trên thế giới, khoảng 85% dân số sống ở nông thôn, nền kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp, chiếm hơn 1/3 GDP và gần 90% doanh thu xuất khẩu. Nếu HIV/AIDS như một cơn bão đang đánh phá vào châu Lục Đen, biến 25,3 triệu người là nạn nhân trực tiếp và Malawi lại chính là nơi cơn bão ấy đang tàn phá nặng nề nhất, ở một đất nước có tới 16,4% số người trong độ tuổi 15-49 bị nhiễm bệnh và 60% trong số đó là phụ nữ. Những hủ tục, sự đói nghèo tới mức kiệt quệ và căn bệnh quái ác đang tàn phá những người phụ nữ cả về thể xác cũng như tinh thần. Rất nhiều bậc làm cha làm mẹ ép gả con gái ngay từ khi chúng chưa đủ lớn chỉ vì hy vọng số tiền cưới ít ỏi từ phía nhà trai có thể làm giảm đi gánh nặng nghèo đói. Không thể trông cậy vào sự giúp đỡ của cha mẹ, hàng loạt bé gái vừa đến tuổi dậy thì đã phải tìm mọi cách kiếm tiền để nuôi sống bản thân. Đó cũng là nguyên nhân để nhiều em vào con đường bán thân nuôi miệng rất đau xót. Những tập tục lâu đời của người Malawi cũng là nguyên nhân quan trọng dẫn đến số lượng phụ nữ bị nhiễm HIV/AIDS ngày càng tăng. Không những thế, tình cảnh nghèo đói cùng cực tại Malawi cũng đã đẩy nhiều trẻ em tại đây trở thành tội phạm bất đắc dĩ. Malawi hiện vẫn có 15.000 trẻ đang sống trong cảnh nghèo đói cùng cực. Lực lượng cảnh sát Malawi cho biết con số này đang tăng lên với tốc độ chóng mặt, đặc biệt là khi tình trạng mất an ninh lương thực ngày càng gia tăng và gây áp lực lớn lên các gia đình. Nghèo đói đang dẫn đến việc trẻ em phải bỏ học và chạy trốn hoặc bị đuổi khỏi nhà.
Sống sót trên đường phố không phải là điều dễ dàng. Những đứa trẻ chủ yếu sống nhờ thức ăn được cho từ những người tốt bụng, thậm chí chúng có thể nhặt thức ăn thừa trong thùng rác các nhà hàng. Hầu hết những đứa trẻ lang thang, chúng đã bỏ nhà đi chỉ vì không có đủ thức ăn. Chúng chuyển đến các thành phố để tìm việc làm, nhưng cuối cùng lại phải ngủ vùi dưới gầm cầu hoặc trên các công trường xây dựng, và cuối cùng gia nhập cùng với những đứa trẻ vô gia cư khác. Đây quả thật là những cảnh tượng rất đau lòng, đúng không các bạn? Và quốc gia tiếp theo còn nghèo hơn cả Malawi là quốc gia nào? Thứ 5, Madagascar, 522 đô một người một năm. Vâng, thưa các bạn, Madagascar, tên chính thức là nước Cộng hòa Madagascar, là một đảo quốc nằm trên Ấn Độ Dương, nằm cách bờ biển Đông Phi 400 km. Madagascar là hòn đảo lớn thứ tư trên thế giới, được biết đến với số lượng động vật hoang dã đa dạng, ngành du lịch hưng thịnh, nhưng không thể giúp đất nước thoát khỏi đói nghèo. Phần lớn dân số vẫn phụ thuộc vào nông nghiệp để kiếm sống, khiến cho nền kinh tế của nước này đặc biệt dễ bị tổn thương trước các thảm họa liên quan đến thời tiết. Theo Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID, Madagascar là quốc gia không có xung đột nghèo nhất trên thế giới, với 92% người dân sống dưới 2 đô một ngày. Năm 2009, một cuộc nổi dậy và cuộc đảo chính quân sự sau đó đã khiến đất nước rơi vào tình trạng hỗn loạn và phần lớn bị cô lập khỏi cộng đồng quốc tế. Người dân ở hòn đảo nổi tiếng Madagascar đang lâm vào tình cảnh hết sức khó khăn. Theo số liệu của Liên Hợp Quốc, hơn 1,1 triệu người đứng trước nguy cơ nạn đói. Hơn 500.000 trẻ em dưới 5 tuổi đối mặt tình trạng suy dinh dưỡng. Thậm chí nhiều gia đình phải dùng xương rồng làm thức ăn trong những bữa ăn đạm bạc. Có một số nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Trong đó, những tác động của biến đổi khí hậu tác động rất lớn đến quốc gia này. Gần đây, mưa trên đảo ngày càng hiếm và hạn hán năm nay là nghiêm trọng nhất trong 40 năm trở lại đây. Điều này dẫn đến sản lượng sắn, thứ hàng hóa thiết yếu trên đảo giảm 60-90% so với những năm thông thường. Giá gạo ở Madagascar cũng đang tăng lên nhanh chóng. Một số gia đình đã túng quẫn đến nỗi bán cả con gái. Vì đói ăn mà những gia đình nghèo nhất quyết định từ bỏ những đứa con gái. Một người đàn ông dù đã 60 tuổi và có 4 năm vợ, giờ vẫn có thể lấy một bé gái 12 tuổi. Ngoài những nguyên nhân khách quan, không thể phủ nhận tình cảnh mà Madagascar đang gặp phải xuất phát từ chính những sai lầm của chính phủ. Các chính sách quản lý kinh tế đã chệch hướng trong suốt một thời gian dài, khiến giờ đây Madagascar không còn đủ sức để chống chọi với các cú sốc, đặc biệt là đại dịch Covid-19 vừa qua. Đứng ở vị trí thứ tư là Sierra Leone, 449 đô một người một năm. Cộng hòa Sierra Leone là một quốc gia nằm ở Tây Phi, có sự phân bổ về thu nhập mất cân bằng trầm trọng. Mặc dù sở hữu các nguồn tài nguyên phong phú về khoáng sản, về nông nghiệp và ngư nghiệp, nhưng cơ sở hạ tầng xã hội và kinh tế chưa phát triển cùng bất ổn xã hội sâu sắc đang tiếp tục kìm hãm sự phát triển về kinh tế. Khoảng 2/3 dân số ở tuổi lao động làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp. Ngành chế tạo chủ yếu là chế biến các loại nguyên liệu thô và công nghiệp nhẹ cho thị trường trong nước. Khai thác kim cương là nguồn thu nhập chính, chiếm gần nửa xuất khẩu của Sierra Leone. Số phận của nền kinh tế phụ thuộc vào việc duy trì được hòa bình trong nước và nguồn viện trợ to lớn từ bên ngoài. Đây là điều thiết yếu nhằm bù lại sự mất cân bằng thương mại nghiêm trọng và cung cấp cho ngân sách chính phủ. Quỹ tiền tệ quốc tế đã hoàn thành xong chương trình giảm đói nghèo và thúc đẩy tăng trưởng, giúp ổn định tăng trưởng kinh tế và giảm lạm phát. Sự ổn định chính trị được cải thiện gần đây đã đem lại sự hồi phục của hoạt động kinh tế. Năm 2022, GDP của Sierra Leone đạt 4,1 tỷ đô, với GDP bình quân đầu người thuộc hàng thấp nhất châu Phi 494 đô. Đất nước này phải phụ thuộc vào viện trợ quốc tế từ các tổ chức như Quỹ tiền tệ quốc tế IMF để chi trả cho các khoản nợ. Tỷ lệ lạm phát lên tới 18%, cộng thêm tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh cao nhất trên thế giới, đang trở thành mối lo chung của quốc gia này. Ở vị trí thứ 3 là Cộng hòa Trung Phi, 496 đô một người một năm. Cộng hòa Trung Phi là một quốc gia tại miền Trung châu Phi. Đây là một quốc gia không giáp biển và có diện tích là 622.436 km2. Trung Phi là một trong những nước nghèo nhất châu Phi các bạn ạ. Giàu vàng, dầu, uranium và kim cương nhưng lại có rất nhiều người nghèo. Vào tháng 12 năm 2015, Tổng thống Touadera đã giành được nhiệm kỳ thứ hai với vị trí Tổng thống của Cộng hòa Trung Phi. Các lực lượng nổi dậy một cách mạnh mẽ bởi cựu độc tài François Bozizé và họ đã tìm cách giành lại quyền kiểm soát Cộng hòa Trung Phi. Bất chấp những vấn đề và sự cố này, trong những năm gần đây, nền kinh tế cũng đã tăng trưởng phần nào. Được thúc đẩy bởi ngành gỗ và sự hồi sinh lại cả lĩnh vực nông nghiệp khai thác mỏ. Ngoài ra, thì nền kinh tế cũng đang được hưởng lợi từ việc bán kim cương được nối lại một phần. Tuy nhiên, việc doanh số của bán kim cương phát hiện là tài trợ cho các nhóm vũ trang liên tôn giáo và bị cấm vận quốc tế vào năm 2013.
Tuy nhiên, hạn chế của Trung Phi là nước không tiếp giáp với biển, hệ thống giao thông lạc hậu, phần lớn là lực lượng lao động không có nghề, thiếu sự chỉ đạo trong phát triển kinh tế vĩ mô, tình hình hoạt động bất ổn, cản trở kinh tế phát triển, phân phối thu nhập bất bình đẳng. Và khoảng 60% dân số nước này vẫn sống dưới mức nghèo khổ. Mặc dù Pháp và cộng đồng quốc tế viện trợ, nhưng chỉ đáp ứng một phần nhu cầu thiết yếu trong nước. Ở vị trí thứ hai là Nam Sudan, 328 đô một người một năm. Tên đầy đủ là Cộng hòa Nam Sudan, là quốc gia không giáp biển ở Đông Phi. Cộng hòa Nam Sudan giành độc lập tháng 7 năm 2011, nhưng đã trải qua một lịch sử lâu dài về xung đột, di cư và nhu cầu nhân đạo ngày càng sâu sắc. Các khu vực tại Nam Sudan, trong đó gồm những vùng kinh tế nông nghiệp trọng điểm, đều không có người ở. Lo sợ bị buộc tội giúp đỡ phe đối lập hoặc để tránh cuốn vào cuộc chiến, nhiều người làm nghề nông không còn tư tưởng trồng trọt hay chăn nuôi tại trang trại của mình. Mỹ ước tính, diện tích đất trồng trọt tại Nam Sudan đã giảm gần 50% kể từ năm ngoái. Phần lớn người dân đã xin tị nạn nơi khác để tìm kiếm sự an toàn hoặc đảm bảo về lương thực. Điều này có nghĩa là những người còn mắc kẹt tại Nam Sudan chỉ có thể phụ thuộc vào nguồn hàng nhập khẩu đắt đỏ do tỷ giá hồi đoái lao dốc. Khoảng 8 triệu người dân ở Nam Sudan, tương đương 2/3 dân số nước này, đang phải đối mặt với nguy cơ của nạn đói. Có một ví von thế này. Nếu một giáo viên tại Nam Sudan muốn thưởng thức món gà cho bữa tối, người đó phải tiết kiệm số tiền kiếm được trong 2 tháng và thậm chí con số đó còn chưa đủ để mua một con gà. Vâng ạ, các bạn thấy không? Điều đó cho thấy rằng là mức độ nghèo khổ cũng như lạm phát ở nước này lớn đến mức nào. Theo Washington Post, 5 năm chiến tranh khốc liệt đã làm kiệt quệ nền kinh tế Nam Sudan và khiến ít nhất 380.000 người thiệt mạng. Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, 1/3 dân số tại quốc gia non trẻ nhất thế giới không có nhà để ở và có hàng trăm nghìn người bị đẩy đến bờ vực chết đói. Và tiếp theo là quốc gia nghèo khổ nhất thế giới, nghèo hơn cả Việt Nam những năm 1945 các bạn ạ. Các bạn có đoán được là nước nào không ạ? Và đứng ở vị trí đầu tiên đó chính là Burundi. Burundi được xếp hạng là quốc gia nghèo nhất thế giới với GDP bình quân chỉ 293 đô một người một năm, tức là khoảng chỉ được 7-8 triệu đồng một năm. Một con số khiến cho chúng ta phải ngỡ ngàng. Khoảng 70% dân số Burundi sống trong cảnh nghèo đói theo chương trình lương thực thế giới. Burundi có tên chính thức là Cộng hòa Burundi, là một quốc gia nhỏ bé ở phía đông châu Phi với diện tích chỉ 27.834 km² và với dân số khoảng 12,5 triệu người. Burundi là một quốc gia không giáp biển, nghèo tài nguyên với nền sản xuất kém phát triển. Nền kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, chiếm 50% GDP vào năm 2017. Xuất khẩu chính của Burundi là cà phê và chè, chiếm 90% thu nhập ngoại hối. Mức độ mất an ninh lương thực cũng đáng báo động ở đất nước Burundi, với 52% trẻ em dưới 5 tuổi bị còi cọc. Tỷ lệ trẻ sơ sinh tử vong tại quốc gia này cao gấp đôi thế giới. Đất nước nhỏ bé Burundi bị hủy hoại bởi cuộc xung đột sắc tộc và nội chiến của người dân tộc Hutu Tutsi. Dù cuộc chiến này đã kết thúc, song xung đột sắc tộc vẫn chưa đi đến hồi kết. Ngoài nghèo đói, Burundi còn phải gánh chịu nạn tham nhũng, cơ sở hạ tầng yếu kém, khả năng tiếp cận dịch vụ y tế và giáo dục kém. Không những thế, chính phủ nước này cấm người dân buôn bán với nước láng giềng Rwanda do lo ngại về bất ổn chính trị, khiến cho cuộc sống của người dân nơi đây càng khó khăn hơn. Quốc gia này phụ thuộc rất nhiều vào viện trợ từ các nước khác. 40% thu nhập của Burundi được lấy từ viện trợ nước ngoài, cao thứ hai ở châu Phi. Phần lớn trong số họ sống với mức lương 1,25 đô một ngày hoặc là ít hơn. Tình trạng khan hiếm lương thực là một mối quan ngại lớn. Hơn thế nữa thì khả năng tiếp cận nước còn rất thấp, ít hơn 5% dân số tiếp cận được điện. Tất cả những vấn đề ở trên trở nên trầm trọng hơn bởi đại dịch Covid-19 hoành hành. Vậy thì theo các bạn, Việt Nam chúng ta giàu hay là nghèo thứ mấy trên thế giới đấy ạ? Vâng, tôi xin được công bố rằng là theo số liệu của Quỹ Tiền tệ Thế giới năm 2022, GDP bình quân của đầu người của Việt Nam là 4.163 đô một người một năm. Chúng ta xếp hạng 118 trên 193 quốc gia và vùng lãnh thổ. Việt Nam từ năm 1986 đã chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường. Việc này đã giúp cho nước ta từ một quốc gia nghèo trên thế giới thành nước có thu nhập trung bình thấp chỉ trong một thế hệ. Và giờ đây thì Việt Nam của chúng ta đang là một trong những quốc gia có nền kinh tế ổn định, đang trên đà phát triển của Đông Á-Thái Bình Dương. Thế mới thấy rằng là Việt Nam chúng ta với diện tích không lớn lắm lại là một nước đang phát triển. So với một số nước ở châu Phi trên thì chúng ta may mắn hơn họ rất là nhiều. Vâng, trên đây là top 10 quốc gia nghèo nhất thế giới mà Nghề Địa Lý chia sẻ đến với các bạn. Và nếu cảm thấy thú vị, hãy bấm đăng ký và chia sẻ kênh các bạn nhé. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.